để làm được một tấm bằng người mua phải đưa trước tiền đặt cọc tùy theo mức độ. Sau đó người sử dụng được yêu cầu phải nộp một bản sao giấy chứng minh, cùng với tấm ảnh thẻ 3-4 nếu làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Tuy nhiên, tới nay để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, khách hàng sẽ không phải đặt cọc trước nữa, mà họ chỉ sau khi kiểm tra bằng xong mới trả tiền. Bằng được làm từ phôi gốc lấy từ các trường. Vì hàng năm đều có sinh viên bỏ học, số hình này để dán vào hồ sơ của sinh viên bỏ học, sau đó chúng tôi sẽ mua phôi bằng dư này để làm cho bạn một tấm bằng thật. Lý do nên làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Chưa kể đến những tấm bằng có giá trị hơn như bằng đại học, bằng cao đẳng thì bằng cấp 3 vô cùng quan trọng. Bằng tốt nghiệp cấp 3 là yêu cầu cơ bản để đi xin việc kể cả công việc trí thức, lẫn công việc lao động. Chính vì vậy dịch vụ làm bằng tốt nghiệp cấp 3 giả sẽ hỗ trợ giúp bạn thay đổi cuộc sống. Dịch vụ giúp bạn tiết kiệm thời gian đã bỏ qua không thể đi học cấp 3 là 3 năm. Tiết kiệm chi phí đi học và chi phí sinh hoạt trong 3 năm học. Có bằng ngay giúp ích cho việc học tiếp học đi làm ngay. Dịch vụ và đảm bảo. Tiêu chí và cam kết, chúng tôi không đảm bảo 100% khi làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả, cho bạn sẽ không sai sót. Nhưng khi sai sót, chúng tôi và các bạn hỗ trợ lẫn nhau để đem lại sản phẩm cho bạn trong thời gian sớm nhất hoàn toàn miễn phí. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin gì? Chỉ cần bạn gửi cho chúng tôi những thông tin cơ bản sau. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính, hộ khẩu thường trú, trường, năm tốt nghiệp, ngày giao dịch, số điện thoại liên hệ. Chú ý, nếu các bạn làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả sau năm 2009 thì không cần ảnh. Trước năm 2009 thì cung cấp cho chúng tôi một tấm hình 3x4. Hoặc các bạn sử dụng file Word về và điền các thông tin cần thiết rồi gửi qua Gmail cho dịch vụ mua bán bằng tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin về dịch vụ làm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả, bạn có thể gọi đến số nhân viên tư vấn sẽ giải thích và hướng dẫn tận tình cho mọi thắc mắc của bạn. Email juctibc1gmail.com. Website https://baosinvx.com.